ngày 25 tháng 4, Ban chấp hành Chi đoàn Cơ sở Báo Công an Nhân dân đã tổ chức Đại hội Chi đoàn Cơ sở lần thứ 7, nhiệm kỳ 2017-2019. Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban biên tập Báo Công an Nhân dân và Đoàn thanh niên cấp trên, Ban chấp hành Chi đoàn Báo Công an Nhân dân đã hoàn thành tốt các công tác đoàn và phong trào thanh niên. Ban chấp hành Chi đoàn đã thường xuyên tổ chức cho đoàn viên thanh niên quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Trung ương đoàn, các buổi sinh hoạt, hoạt động, phong trào có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao gắn liền với việc thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Ban chấp hành Chi đoàn cũng không ngừng khích lệ, động viên tính xung kích, tìm tòi sáng tạo trong mỗi đoàn viên thanh niên. Từ đó, các đoàn viên thanh niên đã chủ động nghiên cứu, tìm hiểu các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, của lực lượng công an nhân dân, chủ động đi công tác tại các vùng sâu, vùng xa, hải đảo để phản ánh kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phản ánh sinh động các hoạt động của lực lượng công an nhân dân và đấu tranh phản bác lại các âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Nhiệm kỳ qua, đã có 11 tác phẩm báo chí do đoàn viên thanh niên trực tiếp thực hiện, đạt giải báo chí. Gần 20 chương trình tình nguyện, chung sức cùng cộng đồng có quy mô được nhân dân đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Công an Nhân dân đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của đoàn viên thanh niên trong thời gian qua. Thiếu tướng Phạm Văn Miên yêu cầu Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Báo Công an Nhân dân cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phong trào thanh niên phải đi sâu, đi sát, ngày càng hiệu quả. Bên cạnh đó, Thiếu tướng Phạm Văn Miên yêu cầu Đoàn Thanh niên Báo Công an Nhân dân cần tăng cường trao đổi, giao lưu, học hỏi, gắn bó, phối hợp nhịp nhàng với các tổ chức quần chúng trong và ngoài đơn vị. Từ đó, không ngừng đổi mới các hoạt động, phong trào thi đua, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Đảng ủy, Ban biên tập Báo Công an Nhân dân sẽ luôn tạo điều kiện tốt nhất để các chương trình, phong trào của đoàn thanh niên đạt hiệu quả cao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.